Rồi rồi mọi người ơi, toang rồi mọi người ơi, toang rồi. Em đã bắt gặp ông sư mặc áo màu vàng rồi mọi người ơi. Em đã theo dõi từ chiều đến giờ. Và bây giờ bắt gặp rồi mọi người ơi. Đây. Bây giờ em sẽ theo sát phía sau xem là ông này đó, ông có ý đồ gì. Đó mọi người thấy nhá, cứ sư Minh Tuệ đi đằng trước là ông lại lủi hủi đi phía sau. Đây, bây giờ em sẽ cho mọi người xem nhá. Đáng đợi em một chút nha. Ông này là em nói mọi người là có ý đồ gì xấu hay không? Tại sao lại lủi thủi đi phía sau? Em nói tất cả mọi người, nếu mà đi tu ấy thì ông cứ đi một mình đi, tại sao lại cứ phải đi trước hay đi sau thầy Minh Tuệ, đúng không? Đây em cho mọi người xem, đây xem nha. Đây em sẽ không để ông phát hiện nha mọi người ơi. Rồi, không để ông phát hiện ra mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi, mục đích gì, tại sao lại đi phía sau sư Minh Tuệ làm gì, thấy chưa? Đó, cứ sư Minh Tuệ bắt đầu đi là bắt đầu đi sau nha mọi người, thấy chưa? Rồi, em sẽ đứng ở một nơi xa không để ông phát hiện ra mọi người ơi. Không để ông phát hiện ra nhá, không là ông sẽ bắt đầu là ông lại trốn. Bởi vì là sáng nay em biết rồi, cứ ông phát hiện ra bắt đầu là ông trốn mọi người ạ. Nhá, ông trốn nhá. Ông không cho anh em đi theo sau mọi người, thấy không? Đó, bây giờ là ông đang đứng ở một cái vị trí, em đang đứng ở vị trí cách xa của ông phải vài trăm mét. Đó, ông đang đi rất nhanh nha, đang đi theo hướng của sư Minh Tuệ. Đó, ông em nói với mọi người này, sáng nay là em đi ăn sáng thì ông ấy ngồi bên ngoài, ông không thấy em. Thì ông nói với người chủ quán ấy là ông đi tu theo cách khác, không đi cùng hướng với sư Minh Tuệ. Là ông vẫn ăn đồ mặn nha. Và ông ấy còn nói rằng là ông ấy vẫn gọi là ăn ở đây là vẫn đói, là ông ăn ông đi vào ông dùng tiền chứ ông không cần phải xin. Và em hỏi tất cả mọi người, vậy thì tại sao lại phải đi sau thầy Minh Tuệ làm gì? Đó, mọi người thấy chưa? Đó, mọi người thấy không? Đấy, rất là đáng ngờ nha. Em nghĩ rằng là ông này sẽ có âm mưu gì đó. Không biết là có âm mưu gì, tại sao lại đi phía sau mọi người, thấy không? Đó, đằng trước này là đằng trước nha mọi người nha. Đi đằng trước nha, là vẫn là đoàn mà đi cùng với sư Minh Tuệ nhá. Còn ông là đi phía sau. Rồi, em để cho ông đi đã, rồi em sẽ tiếp tục đi phía sau mọi người nha. Em sẽ đi phía sau để quay. Bởi vì nếu em mà đi gần quá là ông sẽ phát hiện ra mọi người ạ. Em đi gần quá là ông sẽ phát hiện ra, là ông sẽ nói là em đi theo dõi ông nha mọi người nha. Đó, em sẽ đi ở một vị trí xa để cho ông sẽ không nhận ra em. Đây mọi người đây. Đó, để ông không nhận ra em nha, em nấp ở bụi cây mọi người nha. Để xem ông này sẽ giở trò gì. Đó, tại sao lại đi phía sau mọi người thấy không? Đó, sư Minh Tuệ đi phía trước nha. Là ông này là đi phía sau. Không biết là cái mục đích gì. Đó, đây mọi người không? Đi là ngó ngang ngó dọc. Đó, lúc nào cũng quay lại đằng sau để nhìn. Rồi, em sẽ tiếp tục em đi theo phía sau mọi người nhá. Nên là mọi người cứ yên tâm. Đó, em sẽ tiếp tục đi phía sau này mọi người thấy không? Em đứng ở một vị trí rất xa nhá. Đây, khi nào ông bước hết đi thì em sẽ bắt đầu là em sẽ quay lại. Đó, bây giờ là ông đang đi phía trước này mọi người này. Đó, để em xem là lúc nào ông ấy khuất rồi em bắt đầu em mới quay. Nha mọi người nha. Nên là hôm nay để xem ông có đường nào ông trốn hay không. Đây. Đấy, anh em cũng đang tiếp cận mọi người này. Đó. Để xem là ông này ông ấy sẽ như thế nào. Đây, vẫn đang bước đi mọi người nha. Rồi, bây giờ em sẽ bước lên đây mọi người thấy không? Đây, rất là xa nha. Đây, rất là xa. Đó. Rồi, em sẽ bước đi mọi người nha. Rồi, đây nha mọi người. Em không để ông phát hiện ra nha, em sẽ đi phía sau. Đây, mọi người nhìn nha. Đó, mọi người thấy không? Em không có để ông ấy phát hiện ra, em sẽ đi phía sau. Đó, em đang đứng ở vị trí rất xa nha, để ông ấy sẽ không phát hiện ra em. Đó mọi người thấy không? Nhá, đằng trước là sư Minh Tuệ nhá, đi cùng với sư Minh Tuệ đi phía trước nhá. Đó, còn ông này lại đi phía sau. Em bảo mọi người đi phía sau mục đích gì? Đó, đi phía sau ngay cái đoàn người cùng đi sư Minh Tuệ đấy, lúc nào cũng đi phía sau. Em bảo mọi người cái mục đích là gì? Tại sao lại không đi trước? Tại sao không đi khác đi mà lại phải đi theo sau? Cái mục đích là gì mọi người? Đây mọi người thấy không? Đó, em sẽ cố gắng để theo dõi sát sao xem là ông này sẽ đi đâu. Đó, xem là ông sư mặc áo vàng này sẽ đi đâu mọi người nha. Đó, em quay là bắt đầu sợ nha. Mà ông này ông nói là ông ấy là tu mà vẫn ăn mặn. Mà tu mà lại vẫn đi vào đói là ăn, đi vào đem tiền vào quán để ăn. Em bảo mọi người tu cái gì? Đó, mọi người thấy chưa? Đó, em sẽ tiếp tục theo dõi để xem là ông này đi đến đâu. Em sẽ cập nhật ngay để cho mọi người sẽ biết được cái hành trình, bởi vì em đứng ở một vị trí rất xa, không thể để ông phát hiện ra được mọi người ạ. Em cách xa ông đấy còn phải tầm độ hơn 100m, 200m, 300m mọi người ạ. Đó mọi người nhá, phải tầm 300m. Đó, em sẽ để ông ấy đi xa đã. Đó, rồi em sẽ đi phía sau để cho mọi người xem rằng là ông này là có ý đồ gì. Mọi người để ý không? Đó.
Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển mọi người nhá, để không mất dấu mọi người nhá. Đây, ông ấy là rất hay nhìn trước nhìn sau, nhìn quay lại mọi người ạ, để sợ phát hiện ấy, sợ người theo dõi mọi người. Nhưng mà em sẽ không để ông phát hiện ra đâu. Em đang ở một vị trí rất xa mọi người nhá. Đây, vẫn đang đi mọi người nhá, vẫn đang bước đi. Rồi em sẽ tiếp tục di chuyển đến gần hơn. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy cái độ xa chưa? Đấy, rồi em tiếp tục di chuyển này. Đó, để em xem là ông này ông ấy đi đường nào, đi cùng ai. Rồi, hôm nay ông này gặp em là tắt điện rồi nha. Tại sao lại đi phía sau thầy Minh Tuệ? Mục đích là gì? Mục đích đi sau thầy Minh Tuệ để làm gì? Đó, tại sao lại cứ lén lút đi phía sau? Thì em cũng sẽ cho mọi người biết. Đây, 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 em ra đây em đứng mọi người nha. Em ra đây em đứng để không bị phát hiện mọi người ạ. Chứ không họ phát hiện ra em là họ sẽ không đi nữa mọi người nha. Đây. Rồi, 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 đây, 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 rồi, tiếp tục nha. Đây, mọi người đang đi đứng trước đây. Mọi người thấy chưa? Đó, thấy chưa, mọi người thấy chưa? Em đứng ở rất là xa, mọi người thấy chưa? Đó, mọi người thấy không? Em, nói chung là em đứng cách xa phải tầm độ vài trăm mét. Đó, ông này đang bước đi nha, ông này đang có gì mờ ám hay không? Tại sao lại phải đi sau thầy Minh Tuệ? Đó, mọi người thấy chưa? Đây, vẫn cái bộ đồ là buổi trưa em gặp mọi người nha. Rồi, để em xem là ông này đi đâu, ông này đi hướng nào và mục đích là gì. Đó, đã phát hiện rồi, đã phát hiện rồi thì không để mất dấu mọi người ơi. Em đã phát hiện rồi thì không để mất dấu mọi người nha. Đó, ông đang đi rất là xa bởi vì em đang đứng ở vị trí rất là xa. Ông sẽ không thể nào nghĩ được là em sẽ quay ổng. Đó, đang cách ông này tầm phải tầm độ 400-500 mét, 300-400 mét. Rồi thấy không? Đó, đang đi rất nhanh nha. Rồi em tiếp tục di chuyển mọi người này, tiếp tục di chuyển nha. Em có thấy độ xa chưa? Đó, rồi tiếp tục di chuyển mọi người nha, để em xem là ông này ông ấy đi đâu. Đó, bám theo sư Minh Tuệ với mục đích gì? Nói là không có cùng con đường tu với sư Minh Tuệ, tại sao lại đi phía sau? Đi phía sau để lợi dụng sư Minh Tuệ để làm điều gì xấu hay không? Đó, nên là em nói mọi người là em sẽ sát sao để đi cùng xem là ông này đi đâu. Rồi, tiếp tục cho mọi người xem nhá. Em nói mọi người là không để mất dấu mọi người ơi. Đây, không để mất dấu nha mọi người, theo dõi nha. Đó, ông đi đường nào, tại sao lại đi phía sau, để em sẽ quay cho mọi người xem. Đấy, nói chung là em nói tất cả mọi người là em cũng đã quay cho mọi người xem sáng nay đấy. Thì ông không dám phỏng vấn, rất là sợ anh em quay, còn báo công an là không cho quay nữa, mà lại ăn mặn là đi cùng thầy Minh Tuệ thì cái mục đích gì? Rồi thấy không? Đó, thấy không? Đây, thầy Minh Tuệ đi qua là ông đi phía sau, ông nghỉ ở đâu là ông ấy sẽ nghỉ ở đó. Mục đích là gì mọi người? Rồi bây giờ em tiếp tục bước lên, làm mọi người theo dõi nha. Rồi để cho ông đi đã, ông đi hết đã. Rồi, rồi bắt đầu rẽ thôi, có rẽ vào đâu không? Rồi, đó, ngó ngược ngó sau nha, sợ phát hiện mọi người không? Sợ người theo dõi. Đó, ông ấy sợ là có người theo dõi mọi người. Nhưng mà em đi lúc nào cũng giữ khoảng cách tầm độ 100-200 mét, không bao giờ để ông phát hiện ra. Đó. Rồi để em xem là ông ấy trốn đường nào mọi người. Hôm nay xem ông trốn đường nào. Rồi bây giờ em sẽ vượt lên mọi người nha. Bây giờ em sẽ đi lên trước một đoạn nha, để xem ông này ông có nhận ra không, để xem ông này ông sẽ như thế nào mọi người nha. Em sẽ tiếp tục theo dõi mọi người nha. Rồi rồi rồi, rồi ok, mọi người yên tâm nha. Rồi tiếp tục di chuyển đây. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi tiếp tục di chuyển mọi người nha. Mọi người yên tâm. Đó, em sẽ đi phía sau để xem ông này đi đâu. Bởi vì là thầy Minh Tuệ á là vừa di chuyển phía trước rồi, là ông này đi theo phía sau luôn, thì không biết là cái mục đích là gì, nhưng mà em phải đi theo dõi. Mọi người cứ theo dõi nha, em sẽ cập nhật liên tục để xem ông này đi đâu, để cho mọi người sẽ nắm được nha.